trong clip này, chúng ta sẽ không nói đến cơ chế phòng thủ, khả năng chịu đòn, gan lì và liều lĩnh một mình dám đương đầu với kẻ thù bầy đàn, hay khả năng kháng độc tuyệt vời của lượng mật. Thay vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự thông minh đến khó tin của chúng. Thử thách đầu tiên. Các nhân viên vườn thú đã bố trí một cái hộp bằng kính, được chốt lại cẩn thận bằng thanh gỗ cứng. Để mở được cái hộp này, buộc lưỡng mật phải quan sát và loại bỏ thanh gỗ để mở khóa. Và tất nhiên, bên trong đã được cho vào một phần thức ăn mà lưỡng mật thích. Không chờ đợi, lưỡng mật nhanh chóng chạy đến. Cẩn thận và chậm rãi quan sát cái hộp kính. Nó dùng mũi để ngửi rồi bắt đầu tìm cách mở khóa. Nó ngó trước, ngó sau, rồi leo hẳn lên phía trên. Và cuối cùng, nó dùng đầu hất thanh gỗ lên, dùng thêm lực làm thanh gỗ rơi xuống đất. Cửa đã bật ra, nó chỉ việc dùng chân hất nhẹ cánh cửa, phần thưởng ở bên trong. Nỗ lực đã được đền đáp, bây giờ là khoảnh khắc tận hưởng bữa ăn. Thử thách thứ hai. Vẫn là hộp kính, nhưng cách để lấy được thức ăn đã thay đổi. Một sợi dây buộc vào khay nhỏ và lưỡng mật chỉ việc kéo sợi dây là có được thức ăn. Liệu lần này lưỡng mật có đủ thông minh để lấy được phần thưởng không? Nó chạy đến, dùng chân thử khều phần thức ăn ra, nhưng có vẻ chân nó hơi ngắn. Thử dùng sức kéo cửa kính ra xem, nhưng có vẻ cũng không được. Thêm lần nữa, nó dùng chân trước cố với lấy phần thưởng, nhưng vẫn không với tới. Cuối cùng, nó nhìn thấy sợi dây và dùng sức kéo mạnh. Vì còn lại bây giờ là thưởng thức. Lần này, cái hộp kính không để dưới đất nữa mà được treo lơ lửng trên cây. Kèm theo là một cái lốp xe và hộp nhựa khá to để hỗ trợ thử thách. Bắt đầu thôi nào! Theo bản năng, lưng mặt cố gắng đứng bằng hai chân, ngước đầu cao nhất có thể. Mong là sẽ với tới phần quà, nhưng không. Hộp quà cao quá tầm với. Nó leo lên hộp nhựa, dùng sức phóng người đến hộp quà, nhưng vẫn không được. Nó cố gắng thử lại thêm vài lần nữa, nhưng có vẻ kết quả vẫn không thay đổi. Và rồi nó dừng lại, bắt đầu quan sát. Nó tiến đến hộp nhựa và ngước nhìn lên hộp quà. Và đây là cách mà lưỡng mật đã làm. Nó dùng chân trước kéo và đẩy hộp nhựa lại gần phần quà. Rồi nhanh chóng leo lên hộp nhựa, khoảng cách đã rất ngắn. Ăn thôi nào! Một thử thách được đặt ra cho hai con lưỡng mật khi chúng bị nhốt. Bao quanh là hàng rào lưới thép và một cánh cửa được chốt cẩn thận. Đầu tiên, lưỡng mật với tay đẩy cửa nhưng cửa đã bị chốt trên cao. Nó nhanh chóng nhận ra và trèo lên trên hàng rào. Rồi nhanh gọn dùng tay hất dây thép gai để kéo chốt ra. Cửa đã mở và hai con thú trốn thoát thành công. Để chắc chắn hơn, lần này chúng bị nhốt vào 4 bức tường cao. Và điều này đã không làm khó lưỡng mật khi thế mạnh của chúng là đào đất. Và một lần nữa, cuộc tẩu thoát lại thành công. Lần này chúng được chuyển đến một phòng khác kiên cố hơn và không thể đào địa đạo. Nó ngó quanh và phát hiện ra các viên đá ở góc tường. Và những viên đá đã giúp nó trèo lên tường và tẩu thoát một cách dễ dàng. Những viên đá sau đó đã được dọn sạch. Và lần này, chắc chắn lưỡng mật sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Tuy nhiên, kết quả không phải như vậy. Không có đá, nó sử dụng đến cây. Và bất kỳ vật dụng nào khác để đạt được mục đích của mình. Nó luôn là kẻ chiến thắng và ăn mừng trước các thử thách. Có vẻ khá nhàm chán với việc chỉ ăn và ngủ trong vườn thú. Nên lưỡng mật đã bày ra trò tiêu khiển khá thú vị. Mài đá. Có vẻ việc này làm nó khá thích thú, nên nó rất chăm chú mài viên đá, mặc cho anh bạn lưỡng phía sau cứ chạy qua chạy lại. Mà thật sự thì cũng không biết nó đang mài đá hay đang lầu kính nữa,